Thưa quý vị và các bạn, thuốc lá gây hại đến sức khỏe của người hút, là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các bệnh về ung thư, phổi tắc nghẽn mãn tính, tim mạch. Mỗi năm thế giới có 7 triệu người chết liên quan đến thuốc lá. Vậy thuốc lá gây bệnh như thế nào? Vì sao cần phải bỏ thuốc lá? Phân tích sau đây của bác sĩ Đặng Thị Hồng Nhung, khoa lao phổi Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bến Tre sẽ giúp quý khán giả hiểu rõ hơn về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe con người. Thành phần trong khói thuốc lá có rất là nhiều chất độc hại, thì theo thống kê thì có khoảng là hơn 7.000 chất độc hại hóa học, rồi có hơn 50 chất gây ung thư. Ngoài ra còn có chất hắc ính, chất phụ gia, đặc biệt là chất nicotine. Thì chất nicotine được xếp vào cái loại là chất gây nghiện, tương tự với heroin hay là cocaine. Do đó khi mà người hút thuốc lá sẽ có ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng đến bệnh hô hấp, bệnh tim mạch, sức khỏe sinh sản cũng như là một số bệnh lý khác nữa. Đối với bệnh hô hấp thì cái khói thuốc lá nó sẽ làm cho cái chức năng phổi bị giảm, đồng thời nó sẽ tăng cái tính đáp ứng đường thở, dẫn đến là người hút sẽ dễ bị nhiễm vi khuẩn, dễ bị nhiễm virus, do đó sẽ dễ mắc những cái bệnh phổi mãn tính vân vân, và đặc biệt trong đó là có ung thư phổi, thì nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi nó sẽ cao gấp 10 lần so với người không hút thuốc lá. Đối với bệnh lý tim mạch thì người hút thuốc lá sẽ dễ mắc các bệnh lý về tim mạch như là xơ vữa động mạch, bệnh mạch vành hay là đột quỵ và nhiều bệnh lý khác nữa, cao hơn người không hút thuốc lá là 2 đến 4 lần. Đối với sức khỏe sinh sản thì ở nữ giới, nếu như mà phụ nữ chúng ta hút thuốc lá thì cái khả năng sinh sản của chúng ta nó sẽ bị giảm 30%. Còn đối với phụ nữ mang thai mà chúng ta hút thuốc lá thì cái nguy cơ mà sảy thai hay là đẻ non nó sẽ tăng gấp 1,5 lần so với người không hút thuốc lá. Đối với nam giới thì cái tỷ lệ vô sinh nó cũng tăng lên. Đối với bệnh lao thì khi mà chúng ta hút thuốc lá thì cái sức đề kháng chúng ta sẽ giảm, cái hệ miễn dịch chúng ta cũng sẽ giảm. Do đó nó sẽ làm tăng nguy cơ chúng ta bị nhiễm virus, nhiễm vi khuẩn, trong đó là có vi khuẩn lao, nó sẽ dễ xâm nhập. Từ đó chúng ta sẽ tăng cái nguy cơ mắc bệnh lao phổi hơn. Nếu bệnh nhân đang điều trị lao phổi mà chúng ta không có từ bỏ được thuốc lá thì cái quá trình điều trị sẽ gặp nhiều khó khăn hơn và cái tình trạng bệnh nó cũng sẽ trầm trọng hơn. Và nặng hơn nữa là bệnh có thể tái đi tái lại nhiều lần, thậm chí là kháng thuốc, mà nặng nhất có thể là dẫn đến tử vong. Không chỉ gây hại cho sức khỏe, hút thuốc lá còn gây tổn thất về kinh tế. Theo thống kê của Việt Nam, vào năm 2011, thì hút thuốc lá gây tổn thất 0,9% GDP của cả nước, tương đương 24.600 tỷ đồng, gồm chi phí về y tế, chi phí về giảm năng suất lao động vì bệnh, chi phí cho tử vong sớm. Vì thế, bỏ thuốc lá ngay sẽ là quyết định tốt nhất cho cuộc đời của bạn. Bỏ thuốc không chỉ giúp bản thân khỏe mạnh, mà còn thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, cũng như trách nhiệm bảo vệ môi trường trong lành không khói thuốc lá. Hiện tại, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh có phòng hỗ trợ tư vấn về các biện pháp để giảm các biểu hiện khó chịu trong quá trình cai thuốc lá.